Thay vì thầy cô giáo chủ nhiệm đứng lớp, người dẫn dắt trong tiết học này lại là một sư thầy hay là chính những phụ huynh của học sinh. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Ngày Đồng Cảm của Trường Phổ thông Liên cấp Tuệ Đức, khu đô thị Thanh Hà, Sienco 5, Hà Nội. Giờ học hôm nay khác hẳn với những ngày thường lệ. Thay vì cô giáo chủ nhiệm đứng lớp, người dẫn dắt trong tiết học đạo đức này là sư thầy Thích Đạo Phát. Giờ học diễn ra hào hứng với các câu chuyện khác nhau về công lao của cha mẹ, lòng hiếu nghĩa của các con dành cho cha mẹ, ông bà. Lớp học được chia làm các nhóm khác nhau để thảo luận và trả lời các câu hỏi mà sư thầy đưa ra sau mỗi câu chuyện. Khi thầy chia sẻ cùng các con, thấy các con có một cái sự tương tác rất là tốt và các con có một những cái biểu hiện tiếp thu cũng khá là hay. Và thầy thấy sau khi mà các bạn gặt hái được cái sự yêu thương đó cho cái bài học hôm nay thì đó chính là các con biết mang nước, mang bánh đến để mời quý thầy cô của mình. Và cái điều đó thầy nghĩ rằng đó chính là cái sự sâu chuỗi của hạnh phúc trong cái bài học hôm nay mà các con gặt hái được. Trường có một phương pháp giáo dục rất là mới và cái sự mới mẻ đó thầy nghĩ rằng là rất hợp với thời cuộc, rất hợp với cái nhu cầu học tập cũng như là phát triển toàn diện các con trong cái cuộc sống ngày hôm nay. Tương tự ở các lớp học còn lại của trường, các phụ huynh khác cũng hào hứng tham gia trải nghiệm với vai trò giáo viên của con trong một tiết học. Bất kỳ lĩnh vực nào, phụ huynh am hiểu đều có thể đưa vào bài giảng của mình. Ngày Đồng Cảm được cô hiệu trưởng Phạm Thị Tâm giới thiệu, đó là dịp để phụ huynh và giáo viên có thể gắn kết với nhà trường. Trong ngày này, một phụ huynh hiểu rõ về việc trồng rau sạch có thể hướng dẫn học sinh cách trồng và chăm sóc cây. Phụ huynh giỏi nấu ăn có thể hướng dẫn học sinh cách làm các loại bánh đơn giản. Trước tiên đối với các con thì các con sẽ nhận thức là ngoài thầy cô ở trường thì hôm nay có một thầy cô mới, đó là cha mẹ của mình. Và cũng từ đó các con ý thức rằng là ở trường thì có thầy cô nhưng ở nhà thì sẽ có bố mẹ mình sẽ là người thầy, người cô thứ hai. Đấy là cái phần đối với học trò. Còn đối với bố mẹ thì tất cả những kiến thức bố mẹ muốn đem của mình thì muốn chia sẻ cho học sinh, cho con em mình. Và học sinh sẽ thấy được rằng ngoài những kiến thức ở các thầy cô ở trường thì có rất nhiều người sẽ trang bị cho con những kiến thức mà rất có ích trong cuộc sống. Qua cái hoạt động Ngày Đồng Cảm này sẽ thấy rõ được cái công việc hàng ngày của cô giáo và từ cái sự thông cảm đó thì phụ huynh luôn luôn đồng hành cùng với các cô giáo trong công tác mà giáo dục học sinh. Thông qua sự kiện, phụ huynh có thể truyền đạt cho học sinh các kiến thức mà mình am hiểu. Học sinh học được nhiều kỹ năng, kiến thức đa dạng mà nhà trường chưa có. Đây cũng là một trong những hoạt động để gắn kết giữa phụ huynh và nhà trường, giúp học sinh thấy được vai trò, công ơn của cha mẹ dành cho mình trong việc học tập.